Kim Thực Không, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một cái chương trình Zalo Pay để lắc quà để kiếm 100-200k một ngày nha các bạn. Đầu tiên các bạn click vào phần ba chú gặp Zalo, các bạn mở Zalo lên và các bạn vào một Zalo Pay nha các bạn. Các bạn chờ một chút, chờ mình lót chút các bạn. Rồi các bạn click vào Zalo Pay nha các bạn. Rồi Zalo Pay nó có một cái chương trình là còn 2020 bao lì xì nữa các bạn. Các bạn bấm tham gia ngay các bạn. Còn 7 giờ 4 phút 5 giây nữa các bạn vô đây mà tham gia mà lắc các bạn. Dạ, thông báo cho tất cả các anh em luôn, cái thằng sàn quay Warrix, cái đồng token Warrix nó sẽ bán EL lên cái sàn Binance các bạn. Cái đồng Warrix này các bạn nào chưa tham gia chơi và link hướng dẫn và link tải và link hướng dẫn mình ở đây phần link mô tả các bạn xem mà vào chơi các bạn. Thì câu này sàn quê tốc cận WGX này sẽ list lên sàn Binance nha các bạn. Khi các bạn đăng ký nhận được miễn phí từ 50 tốc cận đến 200 tốc cận nha các bạn. Các bạn mình tốc cận này mình sẽ thu mua cho các bạn nha các bạn bằng giá sàn nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký xong các bạn vào cái phần ba dấu gạch bên tay phải của các bạn nha các bạn. Các bạn click vào, các bạn bấm vào chữ account nữa các bạn bấm vào chữ full nữa các bạn. Ngày mai nó quá chậm rồi các bạn, sáng sớm thì Tết đến này. Rồi nha các bạn từ khóa này bạn gõ vào một từ khóa bất kỳ cái đồng tiền nào bạn muốn gỡ vào các bạn, ví dụ như bạn gõ từ Tron đi, bạn nạp vào tốc cần vào các bạn, ví dụ như mình nạp ví dụ nghe ETH đi. Nè, cái này lộn. Điều kiện các bạn phải KYC nha các bạn, KYC thành công các bạn vào một cũng full nữa nè. Ơi một account chứ. Rồi các bạn móc vào một account setting nha các bạn. Rồi các bạn bấm dấu gạch thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vào đây mà KYC nè. Rồi một bộ profile này. Một tài khoản. Một verify. TBHB. Con này lâu quá cũng quên rồi đó. Rồi bạn bấm chuột full này để mình kiếm mà. Nó kêu mình tải app rồi nè. Rồi giờ đây các bạn gõ vào cái từ chìa khóa các bạn chạy muốn chạy bất cứ đồng tiền nào các bạn nạp vào các bạn rút ra để nhận được đồng tròn ngẫu nhiên các bạn từ 50 đến 200 nha các bạn nạp thì các bạn bấm vào deposit nè, ví dụ như đồng tròn phun các bạn bấm vào deposit nè, còn nữa các bạn rút ra thì rút ra nha các bạn. Sau khi nó ra một cái deposit rồi nó có một cái đường link như đây nè, khoan mai mình lót chậm quá các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Các bạn nạp vào địa chỉ này nè. Là rồi nè các bạn. Đồng tròn là bắt các bạn nạp ít nhất là 40 đồng tròn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Bạn nào mà đăng ký KYC thành công với đường link mình sẽ hỗ trợ nạp đồng tròn cho tất cả các bạn nha. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.